Theo quan điểm của Hungary, trong thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu nên hướng tới quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine thay vì kết nạp quốc gia này. Để gia nhập Liên minh châu Âu, Ukraine cần có sự ủng hộ nhất trí của tất cả 27 quốc gia trong khối. Theo các chuyên gia, việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu đang ở trong một giai đoạn có tính mấu chốt bởi sự phản đối từ Hungary. Điều này sẽ gây tranh cãi rất lớn giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh khối diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Trả lời phỏng vấn báo giới, một chuyên gia cấp cao của Tổ chức Nghiên cứu Chính trị nhận xét, Liên minh châu Âu nói chung rất cam kết với Ukraine do lo ngại hậu quả về mặt địa chính trị của việc mất Ukraine. Đây được xem là hệ quả khủng khiếp đối với an ninh châu Âu, đối với nền kinh tế châu Âu và đối với toàn bộ dự án châu Âu. Vì vậy, 26 quốc gia thành viên còn lại sẽ tìm ra cách nào đó để vượt qua những tranh cãi. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ phải làm gì để đạt được điều đó. Bất chấp việc các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu ủng hộ việc Ukraine gia nhập khối, Hungary đến nay vẫn là quốc gia thành viên không ủng hộ chủ trương này. Hungary từ lâu vốn phản đối việc kết nạp Ukraine và Liên minh châu Âu. Theo quan điểm của Hungary, trong thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu nên hướng tới quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine thay vì kết nạp quốc gia này. Theo kế hoạch, trong hai ngày 14 và 15 tháng 12, Liên minh châu Âu sẽ họp thượng đỉnh tại Brussels. Bỉ và Hungary sẽ tận dụng cơ hội này để kêu gọi Liên minh châu Âu lùi lại việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập khối của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ tới Na Uy ngày 13 tháng 12 khẳng định, quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine sẽ không hề dễ dàng, nhưng nước này sẽ cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu gia nhập khối. Trước những thông tin về việc Hungary phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh, Hungary không có lý do gì để chặn tư cách thành viên của Ukraine tại Liên minh châu Âu. Thank you.